Có một bạn cư sĩ hỏi thế này ạ. Con bạch cô, con xin cô giúp con. Con là cư sĩ nam ở trong chùa. Những ngày năng lượng dục của con quá mạnh, con có vào nhà vệ sinh để thủ dâm. Sau đó con có bạch chư tăng để xin sám hối. Rồi một thời gian ngắn sau con lại bị tái phát, con lại vào nhà vệ sinh thủ dâm tiếp. Con xin cô chỉ dạy giúp con phải sám hối chư tăng và tu tập như thế nào để giảm bớt năng lượng dục. Con thủ dâm trong chùa như vậy có bị quả báo gì không ạ? Con xin tri ân công đức của cô. Như này, những bạn nam thì sẽ vất vả hơn một chút, đúng không? Thì Yến xin trả lời câu hỏi thế này. Người cư sĩ tại gia thì cấm không gì? Không tà dâm. Và ở trên chùa thì cấm không dâm dục. Còn cái năng lượng dục của chúng ta nó nhiều thì nó gây ra bức bối, thì chúng ta quan sát rất dễ. Chúng ta quan sát cái năng lượng dục của chúng ta đã đầy giống như phân và nước tiểu, và chúng ta xả nó ra giống như xả nước tiểu và xả phân. Chả có tội lỗi gì với ai hết. Các bạn rõ chỗ này chưa? Chúng ta là cư sĩ, chúng ta không tà dâm nhé. Trên chùa chúng ta không tìm đến dâm dục nam nữ, có tội lỗi gì đâu, đúng giới chưa? Đúng chưa? Thế cái năng lượng của chúng ta đầy thì chúng ta xả nó đi như là chúng ta đi vệ sinh thôi. Đi vệ sinh thì chúng ta phải dặn, đúng không? Còn các bạn nam thì nó không thể tự ra được, cho nên các bạn phải dùng những hành động để nó ra được thôi. Chúng ta đừng xấu hổ những điều không đáng xấu hổ, những cái điều đó nó chỉ bình thường thôi. Con người chúng ta ấy, do vô minh, cho nên là chúng ta mới bị đau khổ. Khi học Phật rồi chúng ta cũng phải hiểu việc này một chút ạ. Cái năng lượng dục của người nam và năng lượng dục của người nữ, nó là do ái nghiệp mà tạo thành. Ái nghiệp mà tạo thành. Thì ái nghiệp thuộc về đâu? Thuộc về yếu tố tâm. Còn thân này là chỉ là quả của tâm thôi. Cho nên nó có đầy đủ tất cả phân, nước tiểu, máu mủ, ghen mắt, nó là quả của tâm. Khi các vị tu hành thanh tịnh, tâm đã không còn dục nữa, thì các ngài không trở lại trạng thái có cái thân đau khổ này nữa. Thế cho nên chúng ta lấy tâm làm gì? Tâm làm gốc. Khi các bạn xả cái năng lượng dục đó ra, các bạn chỉ cần tác ý là được. Tác ý rằng năng lượng dục này đã đầy và nó chân thật đã đầy. Thứ hai là tôi xả cái năng lượng dục này đi và không mong cầu tha mái. Không mong cầu sẽ có người nữ đến để cho mình hành dục với họ. Không mong cầu, mà tôi xả nó ra như là nước tiểu và phân. Như vậy các bạn hoàn toàn thanh tịnh. Thế còn tại sao con người ta tham cái cảm thọ về dâm dục? Là do chúng ta không tự mình tỉnh thức được trong vấn đề này. Ví như chúng ta buồn đi đại tiện, chúng ta muốn dặn nó ra không? Dặn nó ra có thấy sướng không? Cảm giác đang đi trên xe ô tô mà buồn đi đại tiện hay đi tiểu tiện, cảm giác có làm cho chúng ta đứng ngồi không yên không? Đứng ngồi không yên. Xuống nhìn thấy cái nhà toilet sướng không? Sướng từ lúc nhìn thấy nhà toilet. Có đúng không? Nhìn thấy nhà toilet đã cảm thấy sướng, mà lại được ngồi và bệ vệ sinh nữa, có sướng nữa không? Sướng tăng cấp độ lên. Và xả được ra có sướng không? Lại tăng cấp độ sướng lên. Rồi xả hết ra có sướng thỏa mãn không? Thỏa mãn. Thì người nữ đối với người nam cũng là một cái nhà vệ sinh thôi. Chẳng qua người nữ đối với người nam, nếu khéo tu thì quán nó chả khác gì cái nhà vệ sinh. Và người nam đối với người nữ cũng chả khác gì cái hố tiêu. Người tu quán rất dễ, không khó. Nếu thực ra tôi với ông không có cái mà xả cái đau khổ kia đấy, cái mà bức bách đứng không được giống như trên ô tô ấy, thì tôi với ông chả còn quan hệ gì. Phải không? Bây giờ mà hai người không hề xả cái đó với nhau, có thành vợ chồng không?
Thế thì chả là giống hố tiêu thì là còn giống cái gì? Đúng không? Thì chỉ giống hố tiêu thôi. Cho nên cái cảm thọ người Lam nhìn thấy người Lữ thích là do năng lượng dục của người Lam nhiều, cho nên nhìn thấy người Lữ đáng yêu. Lam với Lữ là như thế đấy. Cộng thêm với cái nghiệp nữa thì cái người Lam này cảm thấy cái hố tiêu này đẹp. Cảm thấy hố tiêu kia không đẹp. Nó là nghiệp lực tạo thành thân của chúng ta do tâm cấu ấy. Thực sự người khéo quan sát cái năng lượng dục đoạn chẳng khó tí nào, không khó chút nào. Kính thưa quý đạo hữu, khi mà Yến quan sát và tư duy thì cái phần mà năng lượng dục này đoạn rất nhanh chứ không phải là không nhanh. Và tất cả những thiên chức của người nữ Yến đều tịnh sạch do cái quan sát này. Quan sát như thế thì mình còn tình cảm gì đâu. Bây giờ cứ người này nhìn thấy người kia tưởng tượng ra một hố tiêu, tưởng tượng ra một hố tiêu. Thì nó dễ thôi mà, có thấy đẹp gì đâu. Chẳng qua là một hố tiêu của Nhật, một hố tiêu của Trung Quốc, một hố tiêu nhà quê chứ có cái gì đâu. Người nữ hay người nam xấu xí, thân thể hôi hôi mà mình thích thì mình bảo đây là mình thích cái hố tiêu của nhà quê. Phải không? Người nào xinh xinh trắng trẻo mình thích này, thích cái hố tiêu Nhật Bản. Thế thôi, có gì là hố tiêu ngoại. Chứ có cái gì đâu. Còn tâm con người thực sự, khi hai người ở với nhau ấy, cái mà để thỏa mãn cái năng lực dục nó rất là nhanh chán. Mà là chán mà do đâu? Do tâm hai người ở với nhau chán nhau. Còn cái thân nó vẫn thế, phải không? Chúng ta bị đánh lừa bởi vì cái tâm. Hệ chúng ạ, một ông này có thể bỏ một người vợ đi theo một bà xè. Họ đến với nhau bởi vì năng lực của nghiệp ái trong tâm. Cho nên khi chúng ta quan sát đầy đủ thì chúng ta không thể ái cái người khác giới nữa. Bởi vì khi hai con người ở với nhau thì cái gì tiếp xúc với nhau và làm cho chán nhau? Đó là tâm. Hai tâm này không thỏa mãn nhau. Phải không? Một người thì thường bố thí, còn một người thì thường ăn cắp. Bà vợ thì suốt ngày đi làm lao lưng, ông chồng thì đánh đề, đánh cờ bạc, rượu chè. Thế khỏi một ông chuyên bố thí, một ông chuyên ăn cắp, có chán nhau không? Chứ đâu có phải là tôi chán cái hố tiêu nhà tôi đã cũ đâu, mà là chán cái tâm của nhau. Cho nên chúng ta khi mà nhìn thấy nhau, quên đi rằng cả một cái tâm hỗn độn đang đợi mình. Chỉ nhìn thấy hố tiêu đẹp mà lại không biết rằng cả một cái tâm nó là cục lửa đang bọc cái kìa. Sờ nó vào thử xem. Bởi vì khi tìm hiểu nhau có biết về tâm nhau đâu. Thế Yến chỉ nói thế này thôi. Bản thân mỗi người khi yêu có nói dối không? Mình nói dối thì thằng kia nó cũng nói dối mình thôi. Làm sao lại trách là anh lừa dối tôi? Thực sự điểm lại mình đi xem, từ lúc yêu có nói dối không? Con gái thì phấn chắc chét vào để cho nó không nhận ra mặt xấu của mình ở đâu nữa. Đàn ông thì nhà cửa vất bừa ra, nhưng mà để một cái com lê calavat đẹp, sạch sẽ, bóng loáng. Thực ra về nhà anh có khi tháng không giặt quần áo lần. Cho nên tình yêu là yêu nhau trong sự mù quáng, lấy nhau là trong tưởng tượng. Tưởng rằng làng thế này, tưởng rằng chàng thế kia. Chứ nếu như bây giờ mà kể ra thế này là thì cụt hứng luôn. Thực sự ra anh là 7 giờ sáng mới dậy ăn cơm, không bao giờ rửa bát, làm không bao giờ biết có tiền. Còn yêu nhau không? Những lỗi gì nói thật ra thì hết yêu. Cho nên người ta cứ nhìn cái hình tướng của nhau, người ta tưởng tượng ra cả một trời đất thiên đường. Thực ra cái gì nó tưởng tượng? Do chính cái tâm dục của mình, nó tưởng tượng mình xa rời thực tế. Cho nên hãy nhìn lại đi. Tất cả chúng ta đã là con người thì đều có tham sân, giận hờn yêu ghét. Mà có giận thì do đâu mới giận? Do chấp trước ích kỷ mới giận. Giận hờn thì thế thôi. Yêu thì còn nhiều thứ thích mới yêu. Không có thỏa mãn thì ghét. Anh làm thỏa mãn tôi thì tôi yêu, không làm thỏa mãn tôi ghét. Hai bên cùng như thế với nhau. Nó cứ cập kênh kê mãi cũng không bằng. Thì nó thế thôi nhé. Thế cho nên là yếu tố
mà chúng ta muốn xả dục thì chúng ta chỉ cần quan sát chân thật của sự việc đó là thế nào thôi. Đúng không? Cho nên ở trên chùa các bạn thủ dâm, nhưng các bạn phải biết xem là do cái lượng dục của mình thế nào. Ví nó chưa đầy như buồn đại tiện hay tiểu tiện mà các bạn tự mình thủ dâm, đó là các bạn bị cái nghiệp ái kết chi phối, che mất trí tuệ, khiến các bạn thích cái cảm giác sướng kia. Là thích cái cảm giác đấy. Do thích cái cảm giác đấy thì những cái mà đáng ra nó chưa có thì nó lại phải tiết ra. Các bạn sẽ suy kiệt về sức lực. Giống như cái người mà khi đi đại tiện xong thấy sướng quá, ơ cái cảm giác này thích thế nhỉ, mai cứ ngồi vào mà dặm thì lòi giom ra. Đúng không? Cho nên con người thì phải biết quan sát nhé. Các bạn hãy quan sát lượng về tinh khí giống như quan sát lượng về đại tiện và tiểu tiện. Đấy là cái mà các bạn phải tỉnh thức. Khi nó đã đủ đầy như thế rồi thì các bạn chỉ cần chân thật. Lay cái lượng tinh nó quá đầy, nó làm cho con bất nhẫn, bồn chồn, đi đứng không được. Giống như khi bị buồn đại tiện và tiểu tiện. Lay con xin xả ra. Được chưa? Chúng ta chỉ cần lấy yếu tố chân thật thôi. Nhá. Cho nên không phải lo gì. Rồi bạn có ý kiến gì trong cái việc này thì bạn nói. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch cô cùng với tất cả đạo tràng ạ. Con là Thế Anh và con thứ mà con nhớ lại bản thân mình, cái nghiệp tà dâm của mình ấy, thì con thấy rằng ngay từ tuổi nhỏ của con ấy thì con đã có mắc cái tận tà dâm với em gái của mình. Khi mà chơi đồ hàng đó thì đã rất nhiều lần là xâm phạm đến em gái của mình. Sau này thì còn có một cái lần nữa là xâm phạm cả em gái nhỏ tuổi mà kiểu như sơ sinh nữa. Đấy, sau khi mà bỗng một thời gian đi học thì không có chuyện gì cả, nhưng mà khi mà con đi làm một thời gian thì sau này con mắc một chuyện tà dâm, đó là hay lên các chuyến xe buýt và tìm cách áp sát cô gái nữ sinh trên xe buýt, và con làm thế rất là nhiều lần trong rất nhiều năm. Đấy, thì con cũng xin cô là phân tích cho con cái nghiệp, cái quả báo của cái nghiệp của con, cũng như là hướng dẫn con cách tu tập để chuyển hóa nghiệp này, để kiếp sau của con không bao giờ tái phạm lại cái nghiệp này nữa. À, xin thì hiểu công đức của bạn. Thì chính cái tâm chân thật này của bạn là sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng nhé. Kính thưa các quý đạo hữu, không phải là khi chúng ta nghe thấy điều đó chúng ta thấy khó chịu đâu. Vô thủy kiếp đến nay chúng ta còn quá đáng hơn thế rất nhiều. Bản thân chúng ta có quá đáng, chúng ta mới ngồi đây mang thân người mà cấu ế đây này. Trong tâm chúng ta còn dâm dục, tức là vô thủy kiếp mình cũng đã từng làm các việc dâm dục không ra gì, cho nên mình mới phải bị đọa làm súc sinh và địa ngục. Cho nên đừng nên cười ai. Các bạn rõ chỗ này chưa? Chúng ta ngồi đây giống như nhau thôi khi chưa có giải thoát. Bao giờ chúng ta có giải thoát thì chúng ta mới chắc rằng chúng ta chấm dứt được việc đó. Còn chúng ta chưa có giải thoát mà cứ trôi lăn thì chúng ta bây giờ chưa có, sau sẽ có. Bây giờ chưa có nhưng trước kia đã từng có rất nhiều. Trên điều đó không có gì là nên án. Mà ngay cái tâm biết sám hối nó là thanh tịnh. Với cái tâm là sám hối trước đám đông, đó là rời bản ngã ra. Các bạn ạ, không có cái tôi ở đây nữa rồi. Với một tâm tha thiết mong cầu được chuyển nghiệp thì khó có ai đạt được chỗ này. Đúng không? Còn kia là người ta có nhưng mà khuất tất vì cái danh không dám nói. Đấy mới là chưa biết tu. Còn biết tu tức là không có ngần ngại. Dù xương tan thịt lát, dù người ta chê cười phỉ báng, nhưng miễn là mình có được một pháp chân thật, đấy là điều đáng quý. Cả đại chúng xin tán thán bằng một tràng pháo tay. Thế thì cái nghiệp như thế khi mình đã quyết định nói ra, tức là nó đã tiêu trừ một phần nghiệp tội lỗi, và từ nay mình không như thế nữa là được nhé. Và tâm mình luôn luôn hướng tới thanh tịnh và mong cầu chư thiên thiện thần hộ pháp hộ trì cho mình qua được cái nghiệp này. Thế nhá, thế có được không? Đấy, tâm chân thật
không nói dối thì được chư thiên thiện thần bảo hộ. Cho nên nói là con mong mỏi sao cho con vượt qua được cái nghiệp này, thì cái được chư thiên chư thần gia hộ thì năng lượng dục của mình nó sẽ giảm. Thầy chứng rõ chỗ này chưa? Năng lượng dục của mình nó giảm nha. Cho nên điều này là điều rất tốt. Và khi mình làm công đức cũng hồi hướng cho tất cả các chúng sinh mà do nhiều kiếp, do tham dâm mình đã gây tội lỗi với họ. Đấy là một phần sám hối và làm công đức cúng dường hồi hướng cho họ nữa. Tức là mình thêm một pháp là biết ơn, là con nay nhờ pháp của Phật, nương nhờ Tam Bảo, con mới biết được thực hành pháp sám hối này. Đấy, con xin cúng dường hội trì Tam Bảo và hồi hướng cái phúc lành này được phát sinh tới con, được tiêu trừ cái nghiệp chướng và phát sinh tới những chúng sinh mà con đã ác hại họ, khiến nay con bị quả báo như thế này. Thế là chúng ta có thêm một cách nữa là thực hành pháp cúng dường. Nha. Yeah.